Tin giáo dục. Thưa quý vị, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 17 và 18 tháng 6. Theo đó, toàn tỉnh có hơn 23.000 thí sinh đăng ký thi vào 21 trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã lập 4 đoàn thanh tra và sẽ thanh tra đột xuất tất cả các hội đồng thi trong toàn tỉnh. Từ cán bộ, giám thị ở các điểm thi phải thực hiện nghiêm quy chế và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch tuyển sinh, 21 trường tổ chức thi sẽ tuyển hơn 10.000 thí sinh. Như vậy, sẽ có khoảng 13.000 thí sinh không trúng tuyển sẽ phải nộp hồ sơ xét tuyển tại các trường công lập còn lại và trường tư thục trên địa bàn tỉnh.